Thanh Thảo xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị khán giả đang xem chương trình Netflix TV. Kính thưa quý vị, là một lần nữa Thanh Thảo tái ngộ cùng quý vị trong show Netflix cùng với chị Như Hạnh. Thanh Thảo xin gửi lời chào đến chị Như Hạnh. Xin được mến chào Thanh Thảo và mến chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi trên Netflix TV. Kính thưa quý vị, chị Như Hạnh là nhân viên truyền thông thuộc hạt Santa Clara, là nơi mà Đài Đất Việt đang sinh sống, thưa quý vị, ở nơi mà cộng đồng người Việt rất là đông. Thì mỗi tuần thì chị Như Hạnh sẽ đến đây và cùng với Thanh Thảo chia sẻ với quý vị những thông tin từ quận hạt. Và hiện tại thì chúng tôi vẫn còn quan tâm đến vấn đề Covid-19. Thì ngày hôm nay mùa xuân cũng vừa qua đi ngày Tết cũng vừa qua đi 1-2 ngày, vẫn còn là ngày xuân. Thì thôi, cho Thanh Thảo và chị Như Hạnh đầu tiên mình chúc quý vị khán giả đầu năm thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc và đặc biệt phải là thật là nhiều sức khỏe nha quý vị. Cảm ơn Thanh Thảo. Như Hạnh hoàn toàn đồng ý với Thanh Thảo và cũng xin được góp lời chúc đến tất cả mọi người một năm mới thật an khang, thịnh vượng. Và trong năm mới nhất định là chúng ta phải tìm mọi cách để trở lại một cuộc sống bình thường như lúc trước nha. Dạ, cảm ơn chị. Nhắc đến cuộc sống bình thường thì làm cho Thảo liên tưởng quý vị. Mình nhớ tới là những cái tháng này đã bắt đầu đại dịch, là một trong những ngày cuối năm của năm 2019. Và bây giờ đã là tháng 2 của năm 2022, thì chúng ta đã đi qua hơn 2 năm đại dịch. Thì thôi nhân đây, Thảo nhờ chị Như Hạnh mình sơ lược lại trong những năm tháng đại dịch thì những cái tình hình nó cột mốc như thế nào thưa chị. Đúng là hôm nay chúng ta giống như mấy người già đó, nhớ lại chuyện xưa. Thì hiện nay cái tình hình trong quận hạt của chúng ta so với những nơi khác thì có vẻ khả quan, là vì chúng ta với sự tiếp tay của cộng đồng, của tất cả mọi người trong cái ý thức trách nhiệm và bảo vệ cho nhau đó, thì chúng ta cũng đã có trên 83% cư dân trong quận hạt trong mọi lứa tuổi đã tiêm ngừa COVID-19 rồi, và cũng có trên 62% cư dân từ 16 tuổi trở lên cũng đã tiêm liều hỗ trợ. Thì chúng tôi hy vọng là cái đà này sẽ còn tiếp tục nhiều hơn nữa. Chúng ta nhiều lần tưởng đã thoát qua rồi, nhưng mà rồi lại có một số người vì lý do này hay lý do khác chưa tiêm ngừa, rồi tạo cái môi trường cho chúng ta lại có thêm nhiều những cái biến thể khác nhau nó xuất hiện. Và cho đến nay thì trong quận hạt của chúng ta cũng đã gần 2.000 người đã qua đời vì COVID-19 trong hơn 2 năm qua. Có gần 300.000 người đã bị nhiễm, và trong số trường hợp nhiễm luân phiên đó, hiện nay thì có khoảng chừng trên 4.000 trường hợp mỗi ngày. Tuy nhiên chúng tôi cũng theo những cái số liệu mà chúng tôi nhìn lại thì hình như cái Omicron trong quận hạt của chúng ta nó đã peak, đã lên tới điểm khoảng chừng vào giữa đầu tháng Giêng rồi. Cho nên tuy là hiện nay cái mức nhiễm vẫn còn cao, chúng ta theo CDC vẫn còn ở trong ngạch đỏ, nhưng mà những cái nỗ lực của quận hạt cũng như sự tiếp tay của cộng đồng đã tạo ra được những cái kết quả, những cái thành tích rất là đáng kể. Cho đến nay thì chúng ta đã có được hơn 7 triệu, gần 8 triệu cái test đã được làm cho cư dân, xét nghiệm cho cư dân. Rồi trong đó thì chúng ta có hơn 300.000 cái kết quả là dương tính, và có trên 7 triệu cái test kết quả là âm tính. Rồi chúng ta mất khoảng chừng một chấm mấy cho tới gần 2 ngày để mà có nhận được cái kết quả trở lại. Và trong cái thời gian này thì chúng ta đã thấy có trên 14.000 trường hợp nhiễm vì Delta, và cũng có khoảng 2.000 trường hợp nhiễm vì Omicron. Và theo cái lệnh y tế mới của viên chức y tế ban hành ngày 28 tháng 12 vừa qua đó,
và đồng thời với cái sự chấp thuận của CDC và FDA cho các trẻ em từ 12 tuổi trở lên cho đến 15 tuổi cũng được tiêm liều hỗ trợ, thì chúng tôi hy vọng rằng trong năm tới đây tình hình sẽ ngày càng khả quan hơn. Và chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người hiện nay hãy đi tiêm ngừa và hãy đi tiêm liều hỗ trợ nếu đã hội đủ điều kiện. Và quý vị có thể đến phòng mạch bác sĩ của mình, cũng như đến các hiệu thuốc, cũng như là các địa điểm tiêm ngừa hàng loạt của quận Hạc để xin được tiêm ngừa hoặc là tiêm liều hỗ trợ. Và ngoài ra cũng cần phải xét nghiệm thường xuyên nếu cảm thấy mình có những cái triệu chứng hoặc là mình đã có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 hoặc là mình làm việc trong những cái môi trường có nhiều rủi ro khiến mình có thể bị lây nhiễm, cũng như nếu như mà mình thấy cái tình trạng sức khỏe mình không được tốt và mình lớn tuổi hoặc là mình có hệ miễn dịch suy yếu, thì đó là những cái điều kiện giúp cho quý vị nghĩ rằng chúng ta nên xét nghiệm thường xuyên để bảo vệ sức khỏe cho chính mình cũng như bảo vệ sức khỏe cho người chung quanh. Cảm ơn chị. Tôi thảo các bạn như thế này, chúng ta đã trải qua hơn 2 năm sống với con COVID-19, biết bao nhiêu thăng trầm. Thưa quý vị, Thanh Thảo nhớ cách đây khoảng 4 tháng trước á, chị Như Hạnh với Thảo ngồi đây nói chuyện với nhau thì hai chị em có chia sẻ đó là trời ơi, sao cái COVID-19 này nó giống như phim bộ, phim dài nhiều tập. Mình cứ ngỡ rằng sẽ kết thúc, không ngờ lại lòi ra thêm một cái tình tiết mới để bộ phim nó kéo dài tiếp. Và hiện tại đã kéo dài tới tháng 2 của năm 2022 và chúng ta cũng chưa biết có hồi kết như thế nào. Thì theo kinh nghiệm của chị với cái công tác mà chị làm tại quận Hạc, thì cái dịch COVID-19 này mình gọi là dịch hay là đại dịch thưa chị? Thanh Thảo ơi, trước hết chắc mình phải định nghĩa thế nào là dịch. Tại vì tiếng Anh nó có tới 3 chữ, nó có chữ epidemic, rồi nó có chữ endemic, rồi nó có chữ là pandemic. Yeah. Thì epidemic thường thường á, là một cái dịch tự nhiên đang bình thường như vậy, tự nhiên nó bùng phát lên làm cho mọi người tự nhiên trong một cái vùng nào đó tự nhiên cái bị chẳng hạn như là nói bị tự nhiên có cái dịch sốt màng não, xuất huyết màng não chẳng hạn. Những cái đó nó làm cho người ta nghĩ là đây là một cái epidemic. Xong rồi endemic là khi mà nó bùng phát tại rất là mạnh tại một số khu vực, mà nhưng mà có những cái chỗ khác thì được kiềm chế. Và cái pandemic là khi nó vượt ra khỏi những biên giới quốc gia và nó lan đến khắp trên thế giới, như là cái đại dịch mà COVID-19 mà chúng ta vừa mới trải qua và hy vọng là sẽ đi đến cái tình trạng là endemic mà thôi, tức là trong những cái xứ sở mà đã được tiêm ngừa nhiều thì hy vọng chúng ta có thể kiểm soát được dịch bệnh. Và cái dịch bệnh đó nó chỉ nằm ở trong một số khu vực vẫn còn đợi chờ được tiêm ngừa nhiều hơn nữa để có thể được kiểm soát nhiều hơn nữa. Thì đó là những cái định nghĩa mà về những cái chữ khác nhau này. Và hy vọng là đối với tình trạng của chúng ta ở tại Hoa Kỳ, cái đại dịch COVID-19 nó sẽ nhanh chóng trở thành là endemic. Thực ra nó đại dịch thưa quý vị, và chúng tôi hy vọng trở lại là chúng ta có thể khống chế nó. Thanh Thảo có một câu hỏi như thế này thưa chị. Một số người quen của Thanh Thảo, mà Thảo biết, và cũng là một số người thân của Thanh Thảo đã dương tính với COVID-19. Người thân Thảo ở Việt Nam, ngay cả ở Hoa Kỳ cũng vậy, những người quen của Thanh Thảo cũng vậy. Thì sau khi đã bước qua trở lại âm tính rồi đó, thì cái lo lắng là không biết rằng là cái di chứng của COVID-19 này nó có nặng nề về sau không thưa chị? Đúng là cái câu hỏi mà rất là nhiều người đang gây nhiều lo lắng, nhiều hoang mang cho tất cả chúng ta, nhất là những người
có thể là đã nhiễm COVID-19 rồi, hoặc là có người thân trong gia đình, người quen đã nhiễm COVID-19 rồi và họ nhận xét thấy cái thời kỳ sau khi bệnh đã lành rồi thì vẫn có những cái di chứng, những cái hậu chứng của COVID mà làm cho họ khó hiểu và lo lắng. Nhiều người thường nói đến cái chứng gọi là tự nhiên đầu óc hay quên, mù mờ, gọi là bị cái não nó fog brain, nó người ta cảm thấy giống như là tại vì trong não mình có cái màng nhầy đó, nó tự nhiên nó bị ảnh hưởng xong rồi làm cho người ta quên, người ta không có nhớ được nhiều nữa. Những cái triệu chứng mà nó làm cho ảnh hưởng tới những cái sinh hoạt về tinh thần cũng như là vật chất, cái thể chất hàng ngày, rồi nó gây cho chúng ta những cái triệu chứng như thế là khó tập trung và hoặc là những cái triệu chứng chẳng hạn như là vẫn bị ho, vẫn đau tức ngực, vẫn kéo dài như thường, vẫn nhức đầu, rồi tim vẫn là bị đập nhanh, vẫn bị rên trong người, đau nhức cơ bắp, rồi cảm thấy mất ngủ, có những cái triệu chứng nó làm cho mình khó ngủ, rồi mình bị giống như là khi đứng dậy mình bị chóng mặt, rồi hoặc là nổi cứa, hoặc là tính tình tự nhiên thay đổi, mood change, hoặc là khi mà nó cũng thay đổi cái vị giác, khứu giác của mình. Hoặc đối với phụ nữ, nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt. Đó là những cái triệu chứng mà chúng ta cần theo dõi, rất là đáng lo ngại. Và hiện nay các cơ sở y tế, các chuyên viên về y tế họ vẫn theo dõi, họ vẫn nghiên cứu và mong là trong tương lai chúng ta sẽ có những cái câu trả lời, những cái biện pháp để có thể kiểm soát được những cái triệu chứng này mà có khi nó kéo dài hàng nhiều tuần, hàng nhiều tháng mà vẫn chưa lành. Cho nên chúng ta cái phương pháp mà tốt nhất để ngăn chặn không bị những cái hậu chứng COVID-19 là hãy ngăn chặn, đừng có để bị nhiễm COVID-19. Và những cái người nào đã đủ điều kiện rồi thì xin quý vị hãy đi tiêm ngừa liều hỗ trợ sau khi tiêm ngừa đầy đủ, và để có thể mà bảo vệ cho chính mình cũng như bảo vệ cho người chung quanh. Và xin quý vị đừng có bao giờ khinh thường nghĩ là tôi đã bị COVID-19 rồi, bây giờ người tôi đầy đủ kháng thể, tôi yên tâm, tôi có thể đi ra ngoài, tôi không lo gì hết, đời sống của tôi không còn bị cái gì ảnh hưởng nữa. Xin quý vị hãy, nếu mà hoàn toàn bình phục, không có triệu chứng gì hết, thì đó là một cái điều mà chúng tôi rất mừng cho quý vị. Nhưng mà có một cái số đông người còn lại, xin hãy để ý theo dõi sức khỏe của mình. Và nếu có những cái triệu chứng như trên thì xin nói chuyện với bác sĩ để được cứu chữa. Cảm ơn những chia sẻ của chị Như Hạnh. Thanh Thảo hoàn toàn đồng ý. Thưa quý vị, một số người quen với Thanh Thảo sau khi mắc COVID-19 thì có nói với Thanh Thảo rằng là mỗi buổi sáng thức dậy đau đầu, đau ngực, và một số người bị quên trong một thời gian ngắn. Đó là những cái điều mà chị Hạnh chia sẻ, thì hy vọng rằng những chia sẻ của chị Như Hạnh cũng là một lời nhắc nhở quý vị, để quý vị lỡ như mà chúng ta đã lỡ mắc COVID-19 thì chúng ta cũng biết đó là những điều mà chúng ta cần quan tâm sức khỏe về sau. Và nếu như chúng ta chưa mắc phải COVID-19 thì hãy bảo vệ mình để không phải nhiễm. Thì chúng ta không phải nhiễm COVID-19 thì chúng ta sẽ không phải đối phó với những cái di chứng về sau. Cảm ơn những chia sẻ rất hay của chị trong chương trình ngày hôm nay. Và Thanh Thảo xin hẹn gặp chị vào chương trình tuần sau. Thì nhân hôm nay em cũng xin chúc chị một năm mới thật là nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Và cảm ơn chị đã đến với chương trình song suốt những năm tháng vừa qua để đồng hành cùng Thanh Thảo, cùng Nét Việt, cùng đồng hương chúng ta. Cảm ơn Thanh Thảo, và cũng xin mến chúc tất cả quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy sức khỏe. Và xin quý vị lúc nào cũng nên nhớ là mình cần bảo vệ sức khỏe của mình cũng như bảo vệ sức khỏe của người chung quanh. Và cái tương lai của cái đời sống của mình, của cái việc có khống chế được đại dịch hay không, tùy thuộc rất là nhiều vào cái sự thế nào cơ thể mình đó có miễn nhiễm được, có kháng cự được với cái COVID-19 hay là không. Nên quý vị
hãy để ý, tiêm ngừa, tiêm liều hỗ trợ, giữ gìn, mang khăn che mặt, đi ra ngoài, tránh đám đông, giữ khoảng cách và xét nghiệm thường xuyên. Ở nhà thì mình rửa tay và giữ vệ sinh cho tất cả mọi người và ngăn ngừa bệnh tật lây nhiễm cho tất cả người thân của mình. Xin cảm ơn quý vị.